em nhìn đây đây này. Rồi tất cả chuẩn bị máy chạy, mở mic Trang nha. Mở mắt mở mic mời Trang đến đi sao hai chữ bạn không cần phải ở lộn không dạ lại đến đi sao hai chữ bạn không chỉ cần tốc độ ở lộn bạn không chỉ cần kiến thức mà cần cả đó là à hai ba đến với sao hai chữ bạn không cần chỉ không chỉ cần đến với sao hai chữ bạn không chỉ cần kiến thức hai ba đến với sao hai chữ bạn không chỉ cần kiến thức mà còn cần cả tốc độ nữa cho nên hãy ráng chạy thiệt nhanh trước khi mọi chuyện dân tệ hơn trước khi mọi chuyện dân tệ hơn chạy ngay đi trước khi mọi điều dân tệ hơn đặt lại con dạ đến với sao hai chữ bạn không cần chỉ có kiến thức mà còn cần cả tốc độ nữa cho nên hãy cố gắng lên nha các bạn ơi. Rồi ok được rồi không à, chỉ cần con. Không dạ rồi rồi ủa sao cái câu ngắn vậy luôn á. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20h30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.